hai khách mời của chúng ta sau khi nghe teaser audio chắc chắn là nghe rất là nhiều lần rồi đúng không ạ? Dạ. Nghe đến nỗi mà đau đầu luôn á. Cũng chưa nhiều lắm nhưng mà chưa nhiều lắm à. Thì bây giờ mình có cơ hội để mình không những chỉ nghe đâu mà mình còn thể hiện lại phân đoạn này, audio này ngay tại đây, dành gọi như là một phần quà dành cho tất cả bạn khán giả đang theo dõi livestream. Toàn toàn rồi ông giáo. Nghe có vẻ là rất là thử thách nhưng mà mình nghĩ là hai cái mời chúng ta đủ dũng khí để có thể thực hiện hai cái này. Gì đâu. Bây giờ thì tại vì đây là thử thách của khán giả chứ không phải của chương trình. Thì đây để giúp các bạn là đỡ bị quê là mình làm việc mình không nhớ được cái lời của đối tác của mình ấy, bạn diễn của mình thì bây giờ mình có in sẵn. Là còn in sẵn à? In sẵn giúp đỡ luôn. Trời, đầu tư dữ, chuyên nghiệp mà. Tiền mực có mấy đâu. Tiền giấy cũng không nhiều lắm đâu. Amee thì chắc là thuộc không cần. Tất nhiên rồi, bài của em. Anh tưởng là em lại giống Monster. Em cầm giấy mọi người thất vọng lắm đấy. Không sao, chai nước thôi, chưa rơi vỡ gì hết ạ. Bây giờ thì Ricky Star và Hậu Hoàng sẽ lần lượt hát lại đoạn ca khúc này. Và đặc biệt là không chỉ hát đâu mà mình còn diễn theo cái nét của Amee nữa. Chắc chắn là khi mà mọi người đi quay hoặc đi làm việc với Amee thì cái nét của Amee rất là đặc biệt đúng không ạ? Đúng không? Nhưng mà thấy cái teaser đấy chỉ kiểu ngồi. Không nha, không nha. Mi thử thị phạm trước đi, cái ánh mắt này kiểu như là người ta gọi là thần thái. Yes. Thử nào. Thử cái đoạn mà anh mọi người phải kiểu mắt nhìn thẳng vào camera xong rồi kiểu sâu chìm đắm vào trong camera mọi người kiểu Ricky bảo là oh come on. Không. Này nha, ông này ông diễn như vậy thôi xong thì ông làm tốt nhất á. Nghi lắm, thấy cái mùi rồi nha. Không có đâu cái gì à? Không có hả? Hoàn toàn không thể. Tôi nghi lắm nha. Bây giờ thôi thì bây giờ là để cho Ricky tập luyện trước thì bây giờ mình bắt đầu với Hậu Hoàng đi, tại vì là dù gì mình cũng là gọi là diễn xuất rất là nhiều rồi. Nhưng mà chưa có rất diễn thì cái này óc bao giờ luôn á. Thì bây giờ mình thử đi. Mình kiểu hay biểu đàn ông kiểu với Hậu Hoàng cũng được. Ngại quá. Mình có thể là pha một nét của bản thân vào cũng được. Thử nào. Ngại đấy. Ricky sợ là Ricky sẽ phá nát cái bài hát này quá. Không sao. Em là người phá này anh ơi, anh yên tâm, em này. Cùng nhau phá. Mọi người biết phép đòn bẩy không? Là bây giờ mình làm nó xấu đi một tí thì mọi người đạt cái expectation của mọi người rất là thấp. Sau khi mọi người nghe bài của Amee mọi người wow. Hay là diễn chung được không? Chung. Diễn chung bắt cận hay khó? Chung thì bắt nối ok diễn chung nhá cho đỡ ngại nhá. Mỗi người một câu à hay là còn chơi hát nối nữa. Nào thử nào. Mình nháp chứ không hay là mình luôn nhỉ? Hay là một lần luôn. Chơi luôn nha. Anh trước đi nhá. Chơi luôn. Đó. Let's go. Ủa là hát gai luôn hả? Ok. Mi hát cùng đi nào. 2, 3 vào. Anh ơi, ngoài kia bao điều mằng đắng, anh đừng lăn tăn về nhà thôi. Oh my god. Trời đã gần sáng rồi. Em đợi anh nhé, em chờ anh nhé. Vui thôi đừng vui quá, về là thấy nha. Rồi tôi đến chiều à. Kim đồng lại à. Vui. Từ đấy là em đợi anh nhé nhá. Em đợi anh nhé. Thần thái nào. Đúng rồi. Em bắn nhịp lại em. Em đợi anh nhé, em chờ anh nhé, vui thôi đừng vui quá, con về với em. Không, thật ra là Hậu Hoàng nghĩ sao nữa mà sau này mình có một cái vai Hậu Hoàng thì có thể diễn được cái nét ấy up, nhưng mà Ricky thì sẽ diễn nét mời gọi ấy. Nét mời gọi. Đúng đó, mọi người có thấy không? Chưa có ai mà diễn cái Amee thì rất là thế này, xong rồi một chút giận dỗi. Hậu Hoàng thì rất là kiểu hẹn thùng, nhưng mà Ricky là anh về nha nhé. Đâu? Mời gọi nãy là anh về đây nhá. Trời má. Về chưa? Vẫn có sự mạnh mẽ ở bên trong đúng không? Đúng. Mình phải xen lẫn, mình không thể mất được cái khí chất của mình đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Cái giọng đó là nó hơi trên đó. Ok, mọi người thấy cái phần thực hiện thử thách vừa rồi sao ạ? Có đáng điểm 10 không ạ? Toàn. Nhưng mà mình không thể nào mà chỉ Hậu Hoàng và Ricky thực hiện đúng không? Không thể nào mà để phí được cái bộ váy cực kỳ xinh đẹp và bộ tóc cực kỳ dài và rất là nặng đúng không em? Thậm chí là cái tay của em cũng khá là nặng á. Đó. Mỏi tay quá em. Đau tay quá ha. Hay là trước khi Amee thì Nicky thử đi. Nicky thì nói lại lên Nicky vô. Đây đây, người là mình cũng phải tự đi nhỉ. Như nào nhỉ? Em đợi anh nhé. Ok. Hai bạn. Em đợi anh nhé, em chờ anh nhé. Vui thôi, đừng vui quá con. Về với em. Nhưng đồng hồ vẫn từng tích tắc. Mà sao anh chưa về? Đó nha. Đây gọi là đây là môi của anh Ricky cộng chị Hậu Hoàng. Là ra đây Nicky. Là anh vừa bẽ lẽ nhưng mà anh vừa mơi. Anh hay quá ha. Thật ra là xin cũng giới thiệu luôn là tại vì là anh ở Kinh Lai lâu ấy thì anh cũng học cái nét 18 cộng của một số chị biên tập. Ôi chị biên tập, đó, chị đeo khẩu trang đó. Vẫn là biên tập 18 cộng nha mọi người.